Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay là cái ngày sổ số để tìm cái con số may mắn để xem coi người nào là người đúng ba quả bầu của mình. Đây là danh sách những bạn đã bình luận ở phía dưới video của mình. Thì mình đã in ra những con số như thế này. Thì một hồi nữa mình sẽ cắt ra, mình gấp lại, xong rồi mình để vào trong cái nón này. Đó, xong rồi mình sẽ bóc random. Nếu ba bạn nào mà có tên á thì xin chúc mừng ba bạn đó. Rồi, bây giờ để mình gấp lại nhá. Đây, bây giờ mình sẽ xé từng tên ra nhá. Xong rồi mình sẽ gấp lại. Cái này là chơi vui có thưởng nha mọi người. Cho nên mọi người thấy hay thì like, comment và chia sẻ cho YouTube của mình về nhá. Ok, bây giờ mình gặp lại nè. Chút nữa mình sẽ random mình bóc từng cái một nhá. Ok, rồi. Đấy, bây giờ mình chuẩn bị bóc thăm nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ sóc nó để nhắm mắt bóc tài một cái cho mọi người xem trước nha. Ok. Ok, cái này này. Đó. Bây giờ mình mọi người đi tới gần thử xem này, coi số nào này. Đây đây. Tiffany Ngô, số 91. Xin chúc mừng bạn Tiffany Ngô, người đầu tiên trúng một quả bầu sao của nhà mình. Ok, rồi cái này mình cất trong túi nha. Bây giờ mình chọc lại này. Mình chọc lại, ok. Sau đó mình nhắm mắt mình bóc một cái này. Bóc đài nha. Rồi cái này nha. Ui dạ. Buồn cười quá. Để xem ai là người may mắn thứ hai này. Run quá mọi người ạ. Ai đây? Đây, một người comment ở YouTube, Hảo Dung Vũ, người số 5. Ok, rồi, chúc mừng bạn. Để mình bóc thêm một cái nữa. Rồi, cái cuối cùng này. Chúc người may mắn cuối cùng nhá. Rồi nào. Người nào đây? Minh Chiến, 22. Ôi giời ơi, xin chúc mừng bạn Minh Chiến. Ok, thì bầu thì mình vẫn sẽ để cái dao này cho nó tươi. Nhưng mà lúc nào các bạn tới á thì các bạn cho mình biết, mình sẽ hái cho các bạn. Hoặc là nếu các bạn không tới được á thì nhắn tin cho mình, thì mình sẽ cắt xong rồi mình đem tới cho các bạn nếu nhà các bạn gần nhà mình nha. Các bạn nhớ nhắn tin cho mình thông tin và địa chỉ ở đâu để mình xem nha. Xin chúc mừng ba bạn. Ok, rồi bây giờ tiếp theo thì mình sẽ dẫn các bạn đi thăm vườn ngày hôm nay. Và mình sẽ thu hoạch cà tím này, rồi dưa leo, và để xem coi có cái gì thu hoạch thêm được không. Ok mọi người, cảm ơn mọi người nhá. Đây, thì trước tiên mình sẽ đi hái cái quả cà tím này. Thì mình thấy là nhà mình hiện tại đang có hai quả rất là lớn. Đây, quả này, đã không? Rồi phía trong này có thêm một quả nữa. Đó, bên cạnh đó thì thấy rất là nhiều quả, nó cũng đang ra, sắp tới cùng chắc là cũng sẽ thu hoạch được đấy. Đấy, thì mọi người còn nghĩ là mình nên tiếp tục mở ra một cái mini game thứ hai là bóc thăm trúng cá tím không? Mình thấy thì cái này thì nó cũng không đáng là bao nhiêu hết á, nhưng mà làm như vậy thì rất là vui. Cho nên nếu mà mọi người ủng hộ á thì mọi người comment xuống phía dưới ở video này để mình biết, để tụi mình thực hiện, để tạo ra một cái mini game nhỏ cho mọi người đều vui nhá. Ok mọi người, rồi bây giờ thì mình sẽ hái quả này trước này. Chút nữa mình sẽ cân thử tiếp cho mọi người xem nhá. Đó, đã không mọi người?
Rồi mình cho vào cái rổ này. Rồi bây giờ mình hái cả thứ hai nhá. Quả quả này mọi người xem này, đã không? Đó, hai quả, hai quả cà tím. Wow, trời, hai vợ chồng mình á thì ăn chỉ một quả thôi, chứ hai quả này ăn không hết đâu. Nhìn to đá quá hả? Đấy, mọi người nhớ nha, nếu mọi người cảm thấy thích với cái mini game thì comment ở phía dưới để tụi mình biết, để lần tới mình sẽ mở một cái mini game nữa về trúng cà tím. Ok mọi người. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi qua hải dưa leo. Thì mình thấy hôm nay rất là nhiều quả dưa leo để thu hoạch được. Đấy, thì để xem tổng kết lại coi hôm nay mình hái được bao nhiêu quả nhá. Rồi. Một quả này. Hai quả này. Quả này, hôm nay để lại đi. Hái luôn đi, tại vì nó bị cong thì nó không to hơn. Hái luôn thôi. Đây có một quả này. Đó. Đêm nay có quả bư nữa này. Để mình xịt vào đây. Quả này là quả đẹp với quả bư luôn. Đã không mọi người? Mình thích cơ. Đấy. Rồi. Sang bên phía bên này nữa. Ok. Bên này thì mình thấy được hai quả. Với nhiều quả nhỏ lắm, nhưng mà quả nhỏ thì để dành cho mấy hôm nữa hái. Một quả này. Hai quả. Quả này thì nó bị cái đít này cho nên phải hái luôn. Đó. Bây giờ mình qua thăm cái vườn cần nước của mình. Đó, thì mình thấy nó lên tốt quá mà nó bị hơi già rồi. Thì tụi mình ít ăn cái này lắm. Cho nên là hôm nay mình cắt nó đi cho cây non nó ra. Xong rồi mấy cái này thì mình đem cho Jun ăn. Đó, một trong đôi việc. Thì lúc cây non lên lại thì lúc đấy mình hái ăn rất là ngon. Đó, tại cây này nó lên nhanh lắm. Lên rất là nhanh luôn. Đó. Thì mọi người mà thời gian tới á, nếu mà ai muốn ăn cái cần nước này á thì nhắn với tụi mình, rồi tụi mình sẽ cắt cho các bạn. Đó, hoặc là ai mà muốn trồng cái này, cần cái giống thì liên hệ với mình nhá. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Tại cái này á, các bạn chỉ cần một nhóm như thế này thôi là trồng nó lá ra nhiều lắm. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ cắt nhá. Nhiều lắm. Nếu mà ai chưa biết cách trong cần nước này á, mà muốn tìm hiểu cái cách trong cần nước này thì comment ở phía dưới để cho mình biết, để mình làm một video về cái cần nước này nhá. Cái cần nước này á thì cũng như cây rau muống tụi mình trồng vậy, thì tụi mình trồng ở trong bùn á, mình cũng phải làm bùn xong rồi cho vào đấy rồi trồng. Đó, cho nên là mấy cái này á, cứ trong bùn là nó lên cực kỳ nhanh mà rất là tốt. Mà vài cái này thì tụi mình không thường ăn, cho nên là không ăn thì nó lên nhanh lắm. Nhưng mà thôi kệ, trong cho nó vui. Đấy, cái này mình thấy vợ mình lâu lâu ăn mì tôm ấy, để vào thấy cũng ngon, thơm. Thực ra cái này so với ngoài chợ là nó vẫn đang non lắm mọi người ạ. Nhưng mà tại vì ở nhà cho nên là như thế này là đã cắt rồi. Đó, đấy, lúc khác nó non hơn thì ăn ngon hơn.
Để mình cho mọi người xem cái mình vừa hái được bao nhiêu này. Wow, mọi người thêm dự xem quá trời không. Đó, cần được nha trong đấy. Ok, rồi, để bây giờ mình sẽ đi tổng kết với mọi người xem hôm nay tụi mình thu hoạch được những gì nhá. Xin giới thiệu với mọi người, đây là thành quả của hai vợ chồng mình ngày hôm nay. Thì tụi mình hôm nay thu hoạch được hai quả cà tím siêu to, siêu khổng lồ. Rồi 2, 4, 6, 7 quả, 7 quả dưa leo. Rồi một bò bự chà bá, cân nước. Đó, mọi người nhìn thấy thích không? Đó là rau vườn nhà trong đấy. Đó, mọi người xem video thấy hay thì like, comment và chia sẻ cho tụi mình với nha. Nhớ đăng ký cho channel của tụi mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ cân hai cái quả cà tím này cho mọi người xem là nó nặng bao nhiêu nhá. Mình sẽ cân từng quả một. Đó. Nửa ký. Rồi. Khá bự. Quả thứ hai, quả này chắc nhẹ hơn này. Ồ, cũng cờ cờ đó. Rồi, bây giờ á, mình đang tiền đây thì mình cân thử luôn 7 quả dưa leo này. Coi là bao nhiêu ký. Cái giống dưa leo này hôm nay mình hái chắc toàn là cái loại Continental ha. Yeah. Đó, xem 7 quả này được bao nhiêu ký nào. Wow, 2 ký 3 mọi người ạ. 7 quả dưa leo 2 ký 3. Trời ơi, 7 quả dưa leo này mà đi mua ngoài siêu thị là thôi chán luôn. Mà không được tươi như thế này là cái điều chắc chắn rồi. Đấy, ok. Rồi, mọi người xem video hay thì hãy ủng hộ cho tụi mình nhá, bằng cách là đăng ký kênh của tụi mình. Kênh của tụi mình là YNK Adventure. Cảm ơn mọi người nhiều.